chiếc Google 4XL này ha và cái chiếc LG G8X ThinQ này thì nó sẽ có một cái vài điểm chung về cấu hình, ví dụ như là cùng sở hữu dung lượng RAM 6GB và cùng chạy con chip Snapdragon 855. Nó chỉ khác biệt là cái này bộ nhớ trong 64 và cái này bộ nhớ trong là 128 ha. Cái này có trang bị thẻ nhớ và cái này thì không có trang bị thẻ nhớ, nhưng mà nó được cái là nó có thể up ảnh và video lên Google Photo miễn phí trọn đời. Anh đang quan tâm về hai thiết bị này, các bạn có thể xem lại mình đã để chung một cái danh sách phát để các bạn tiện theo dõi ha. Thì mình sẽ test cái tốc độ mở máy các bạn. Đó, bấm phát là nó lên cái logo của Google cũng như là LG ha, để coi thiết bị nào sẽ lên trước các bạn. Cả hai thiết bị cùng trang bị một cái con chip giống nhau thì để coi cái nào mở lên trước. Thì các bạn nghĩ là thiết bị nào sẽ lên trước? Rồi, Google đã lên trước ha. Rồi, bây giờ thì Google Pixel thì mình cũng để cái tần số quét là 60 Hz các bạn, và mình không kết nối mạng luôn nha. Tại vì khi mà kết nối mạng thì nó sẽ có một cái điểm yếu dành cho ở trên cái các thiết bị Android LG này nè. Các bạn vừa kết nối mạng thế nó nhận thông báo, nó nhận cập nhật gì đó thì nó sẽ chậm vài một khoảng thời gian thì nó mới bắt đầu ổn định nhanh được. Còn Google thì mình không gặp cái tình trạng đó ha các bạn. Rồi đầu tiên chúng ta sẽ vào camera coi thiết bị nào vào trước nha. 1, 2, 3. Đó. Dường như là Google Pixel nó vào trước các bạn. Rồi. Open camera để xem là thiết bị nào sẽ vào trước. Đây là cái camera thứ ba nha. Rồi, LG vào trước nha các bạn. Các bạn thấy bất ngờ chưa? LG vào trước nhưng mà cái tốc độ lưu hình thì mình thấy cái Google Pixel nó nhanh hơn ha. Đây là cái ứng dụng mà xem ảnh của Google Photo nè. Đó, 1, 2, 3, ứng dụng của Google. Đó, các bạn có thể thấy là tốc độ của hai cái gần như là tương đương các bạn. Nó sẽ đến với Facebook này nha. 1, 2, 3. Dường như là cũng không có sự chênh lệch nhiều. Sẽ đến với cái trình duyệt chôm nè, không có kết nối internet, thử coi cái nào vào trước nè. Rồi, cái này nó còn nhớ sẵn ha. Còn này thì không. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với cái trình duyệt thứ ba là cốc cốc để xem cái nào vào trước nha. Rồi, Google vào trước nha các bạn. Rồi mình sẽ vào cái trình quản lý file nè. Vô. À, tốc độ cũng tương đương với nhau thôi. Mình sẽ vào TikTok thử coi cái nào vào trước nha. TikTok. Đó. Cả hai TikTok là cả hai nó còn còn nhớ các bạn, chứ mình không có kết nối mạng. Các bạn có thể thấy tốc độ của LG thì tốc khi mà nó đã ổn định rồi thì nó cũng rất là nhanh ha, nó cũng không phải là chậm lắm đâu các bạn. Cả hai cái máy tính này đều là thuần Google nè các bạn. Vô. Lịch của Google nè. Rồi cái này thì Google vào trước ha. Cái bài test tốc độ này các bạn có thể thấy là cái hiệu năng mà mở app, tốc độ mở app giữa cái Google Pixel cũng như là cái LG G8X thì nó gần như tương đương các bạn. À, nó chỉ khác biệt trong cái trải nghiệm hàng ngày thôi, là cái độ mượt của Google thì nó mượt hơn so với cái thiết bị của LG rất là nhiều ha. Rồi hy vọng là video này sẽ hữu ích đối với các bạn ha. Trên đây là những chủ đề khác các bạn có thể quan tâm. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo nha.